Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu MD và giải mã không cần đĩa mồi 24 bit của hiệu Soly MDS-JB930. Con này máy thiết kế mặt phay nhôm vàng gôn rất đẹp, đẹp xuất sắc. Rồi, em sẽ quay nắp lưng này, góc cạnh cho các bác này. Con này xài mắt phổ thông KMS260 nhé. Máy rất đẹp. Đấy. Nhưng rất đẹp. Còn các bác có nhu cầu thì em sẽ có ảnh chi tiết cho các bác xem. Em sẽ gửi qua Zalo hoặc là tin nhắn Messenger của Facebook. Bây giờ em sẽ quay ruột gan cho các bác xem luôn này. Đấy. Con này máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản nhé. Linh kiện này, dày đặc luôn. Toàn linh kiện cao cấp. Mặc dù dòng này là dòng trung cấp của MD Soly, nhưng mà chất âm cũng không kém gì những dòng cao cấp như mấy dòng Gia. Rất đẹp. Hàng ship máy bay về. Sạch sẽ. Đây, sẽ quay đằng sau cho các bác xem. 12W 100V. Máy Make in Japan, số series của nó là 250163. Tần số 50 trên 60 Hz. Còn cổng kết nối thì em đang kết nối một đường AV Ra-Âm-Ni này. Còn đường này đường AV vào này. Coaxial đồng trục này, quang 2 này, quang 1 này, đấy, ba đường vào. Một đường AV vào là bốn đường vào. Xuất âm là quang và cốt và AV ra. Máy rất đẹp, nguyên bản. Thì phần giải mã các bạn ấn rec cho em thôi. Đây. Thì bây giờ em sẽ đút đĩa vào MD vào để đọc đĩa này. Thì đĩa MD các bác lưu ý đút theo chiều mũi tên mặt chữ ở trên. Mặt dưới là không có gì nhá. Con này xài mắt phổ thông KMS260, thu phát ghi xóa thoải mái luôn. Thế nên các bác yên tâm. Đã nhận 3 bài này, play luôn này. Từng đêm phút vui quyền theo gió núi biết ai đâu.
đắn đo. Đời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu thôi thì nhung. Đi đánh trận trong miền, miền xa thân xa có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh trong kiếm xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn chân. Tôi nơi biên chân. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa đĩa này. Ấn menu trên đâu cho em. Xoay. Này, on red là xóa trắng này, ấn yes 2 lần. Xong cho đĩa ra để nó sập cần thu để nó xóa chương trình khỏi đĩa. Rồi, đút đĩa vào cho em này. Đấy. Thì trên mặt quắc hiện blank disc thì các bác ấn rec và play. Rec này. Play. Dây bắt đầu này. Đấy, thì các bác không ghi nữa. Lại cho đĩa ra để nó lưu cái một bài 1 phút 26 giây này. Đấy, lại cho đĩa vào. Đấy, đã nhận này. Play lại luôn này. Tất cả các chức năng của một con đầu giải mã em đã test ok nhé. Đây. To nhỏ đây. Tất cả các chức năng đều ok nhá. Giải mã không cần đĩa mồi, thu phát ghi xóa tốt. Các bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489 xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và máy bên em bán ra được bảo hành cho các bác 3 tháng.
Xin chào các bác.